Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Sau một thời gian cung cấp cái dòng sản phẩm của Nga thì gồm cần máy và cước, dòng sản phẩm của MiFi thương hiệu của Nga nha mọi người. Sau một thời gian cung cấp thì đặc biệt là cái cước này thì bên shop Rạng được rất nhiều anh em, rất nhiều mọi người tin tưởng và đã đánh giá khá là cao cái dòng sản phẩm này. Chất lượng rất là tốt nha mọi người. Được rất nhiều ý kiến của anh em là dùng cái dòng cước này là rất là tốt. Và bên cạnh đó thì một số anh em cũng cần một số cái size nhỏ hơn. Vì cái dòng cước trước kia mình đang cung cấp là dòng cước MiFi của thằng 7 màu và nó size chỉ 0.4 45 50 60, 70, 80 thì nó sẽ không có cái size 0.30 và 0.35. Thì hôm nay đang nhập tiếp tục cái dòng sản phẩm của Nga, cũng là cước MiFi. Và dòng cước này của chúng ta là cước 4 màu nha mọi người. Nó sẽ có thêm một cái size nhỏ là 0.30 và 0.35, là thêm được hai size này. Như vậy là cái dòng mới của chúng ta sẽ là size nhỏ nhất là 0.35, và cước này là cước 4 màu, màu chủ đạo của nó là màu trắng và màu xanh rêu nha mọi người, và trong đó có lẫn màu vàng nhưng mà ít thôi, một số ít. Hai màu chủ đạo vẫn là màu trắng và màu xanh rêu, và vẫn là dòng cước của MiFi, cước Nga. Dòng cước này thì vẫn là thương hiệu MiFi của Nga nhưng mà công nghệ của Nhật. Đây thì hai dòng cước này đều giống nhau về chất lượng và thương hiệu nha mọi người, và cả chất liệu nó chỉ khác nhau là cái số màu. Cái này là 4 màu và cái này là 7 màu, và cái 4 màu sẽ thêm hai size nhỏ là 0.30 và 0.35, và độ dài của nó là 500 m. Thay vì cước 7 màu của chúng ta là 600 m thì cước này chỉ là có 500 m, nó sẽ ít cái cước lại một chút xíu. Và sức tải của nó vẫn như là cước 7 màu nha mọi người. Sức tải thì bằng nhau, hoàn toàn bằng nhau. Nhưng mà cước 4 màu này chúng ta 0.30 sẽ tải được 12,8 kg, và 0.35 thì sẽ tải được 16,5 kg, và size tiếp theo là 0.40 thì sức tải của nó là 20,8 kg, và 0.45 sức tải của nó là 24,2 kg, 0.50 thì sức tải của nó là 27,8 kg. Tiếp theo là 0.60, sức tải của nó là 29 kg, và 0.70 thì 35,8 kg, và size cao nhất là size 0.80, là size cuối cùng luôn, tải 48,4 kg, rất là trâu bò nha mọi người. Dòng cước này thì chịu lực rất là khỏe. Tương đương của nó thì dòng cước 7 màu là camo cap, còn cước 4 màu của chúng ta là esper cap, và sức tải của nó như nhau nha mọi người. Dù size 0.7 của thằng này thì 35,8, và bên đây thằng 4 màu vẫn là 35,8 cân luôn. Và một điều đặc biệt của cước này được mọi người tin dùng nữa là dòng cước này chịu phèn, chịu mặn rất là tốt nha mọi người. Nên mọi người có thể đánh biển là vô tư luôn. Rồi đánh biển hay là đánh những ở miền Tây, mấy khu mà có nước phèn, nước này kia là đánh vẫn tốt nha mọi người.
Còn anh em ở miền Trung, ở miền ngoài hoặc là những nơi mà đánh ngoài biển thì loại cước này thì một số anh em đã đánh rồi, chịu phèn chịu mặn rất là tốt nha mọi người. Và sức tải của nó là được nhà sản xuất của chúng ta test luôn, là ra số cân của dòng sản phẩm này. Và với dòng sản phẩm này thì mình đã thử đi câu rồi nha mọi người, nên mình cứ yên tâm. Không phải là cước 7 màu, là cái dòng 4 màu có màu mè thì cá nó nhát nha mọi người. Cá vẫn ăn vô tư mà, bình thường thôi. Cá nó vẫn ăn tốt. Không phải là có màu là cá nó nhìn thấy nó không ăn. Nếu mà con cá nó nhìn thấy thì những cước khác thì nó vẫn nhìn thấy hết. Nó vẫn không kén mồi nha mọi người, vẫn lên cá bình thường. Và dòng cước này nếu mà sai chuẩn của chúng ta thì 0.50 thì cho mọi người đi câu sông, câu hồ gì đó, 0.50 tới 60. Câu biển thì mọi người dùng 60, 70 hoặc là 80 là có thể sai cao hơn. Và những sai nhỏ thì cho một số anh em ở miền ngoài á hay dùng để đánh câu lua cá lóc vẫn được, hoặc là đánh câu lục đó, vẫn tốt cho mọi người. Có những sai nhỏ thì tầm nếu mà sai 0.35 á, thì sức tải cá của chúng ta là tới 12 cân mấy, mà lua thì bây giờ hết những sai nhỏ là dính cá, là con cá thì 5-7 kg thì bắt vô tư hết mọi người, 7-8 kg thì cũng bình thường với những sai nhỏ. Và sai nhỏ nhất của chúng ta là 0.30. Và độ dài của cước là 500 m. Và bên cạnh một dòng sản phẩm của Nga nữa là cái Cáp Max, nó là 125 m. Thì cuộn này chỉ 125 m thì cho mọi người dùng để tóm thẻo, tóm tóm lưỡi gì đó mọi người, tóm lên lưỡi rồi đó. Hoặc là mọi người vào những cái máy nhỏ. Và dòng Cáp Max này là vẫn có cái size nhỏ từ 0.30 tới 0.60 thôi, nên mọi người có thể lựa chọn. Đây là ba dòng sản phẩm Nga là hiện tại là được rất nhiều anh em cần thủ tin dùng nha mọi người, vì chất lượng của nó là khá là tốt và giá thành của nó thì mọi người yên tâm, giá là rất là rẻ luôn. Nhưng mà thương hiệu và dòng sản phẩm này với cái giá này thì dòng sản phẩm này dùng rất là ok. Thì một cuộn 500 m hoặc 600 m thì mọi người có thể vào tới mấy máy, và tùy theo cái máy của ta size lớn nhỏ. Nếu mà size 6.000 cũng 600 m này mà size 0.50 á thì mọi người có thể vào được khoảng 3 máy tới 4 máy. Và những size máy nhỏ hơn sẽ 4.000 thì có thể vào được nhiều hơn, và những máy 8-9.000 thì sẽ vào được ít hơn. Mà được một cái là một cuộn cước như vậy thì vô vài máy và với giá chỉ 190k, vẫn giá cũ nha mọi người, 190k cho cái dòng 7 màu và 170k cho cái dòng 4 màu. Và 125 m này thì chỉ 95k thôi, thì người có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ tóm lên lưỡi gì đó thì có thể mua đội cước ngắn ít lại, hoặc là vô những cái máy nhỏ, nhưng mà những người chỉ xài một máy và không có mua thừa thì có thể mua những dòng cước ít hơn, ngắn hơn. Còn nếu mà người có nhiều máy thì nên chọn một cuộn 100 mấy chục ngàn, nhưng mà thể dùng vài máy. Và với dòng cước này thì mọi người đánh rất là tốt, nên mọi người vẫn yên tâm. Và dòng sản phẩm này đang bán cũng hơn 1 tháng rồi, chưa có anh em nào comment lại là dòng sản phẩm này bị nổ hay là bị đứt hay là bị gì hết nha mọi người. Và mọi người mua hàng về thì cho mọi người kiểm tra chất lượng luôn, người thể rút lại và kéo và gì đó.
Và câu cá thì cũng chưa có anh em nào phản hồi lại là bị sảy cá hay là mất cá gì. Đây em sẽ khui thử một cái dòng chuẩn của nó 0.50 60 cho người xem. Và một điều nữa là một số anh em với nhầm tưởng với cái size, thì anh cũng xin nói luôn cái số, thí dụ như 0.30 đây là 0.30 mm, là cái đường kính của cái cọng cước nha mọi người. Còn một số dòng cước khác nó sẽ có số, thí dụ như số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 10 gì đó, thì số 4 của nó sẽ tương đương với 0.20 mấy thôi mọi người. Đây là thí dụ luôn đó, thí dụ như dòng cước này nó sẽ có số, và số 7 của nó là 0.45 mm nha mọi người. Nếu mà số 7 của nó thì nó sẽ tương đương với cuộn 0.45 đây của chúng ta. Đây. Đây mọi người, nếu mà những dòng cước mà họ xài cái chuẩn theo số của nước ngoài á, họ chuẩn theo số và họ bên cạnh nó có ghi cái size luôn. Đây. Nếu mà cuộn 0.45 của chúng ta sẽ tương đương với số 7 này nha mọi người. Nếu mọi người nói số thì số 7, số 8 sẽ 0.50. Nhưng mà số 8 OK, số 8 thì cước này mình là không còn. Thì đây là số 5 đi. Sẽ 0.37 thì sẽ gần bằng với của chúng ta là 0.35 mm. Là khoảng số 5. Số 4 thì khoảng 30. Thì cước số 4 của chúng ta nếu mà đây thì cái này sẽ gần bằng với dòng cước mà có số, thì 5.0 thì khoảng là 0.35 tới 37 gì đó. Và cái này là dây dù siêu bền nha mọi người, chứ không phải là cước đó. Thì mọi người cứ đo, thì nếu mà mọi người có thước đo thì mọi người có thể đo vẫn được. Ví dụ như là khu một cũng 0.8 này. Đây, 0.8 mm nha mọi người. Đây. 0.80 mm. Thì nó sẽ là cái đường kính. Đây, cái đường kính cước của chúng ta nha mọi người. Thì nếu 0.8 của chúng ta đây thì cái đường kính của nó đây nha mọi người, vừa 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 khít thôi. Mình kéo vô sâu quá sẽ giảm, nên là vừa vừa khít lại. Thì cái đường kính của chúng ta là 0.8 mm, nếu mà lấy thước đo là cái đường kính đây, và tương đương với cái size là 0.0.80 của chúng ta đó. Thì để cho một số anh em mà tham khảo thêm, vì một số anh em lại tưởng nhầm tưởng với cái 0.8 này là cước số 8 nên mua về cái size rất là to. Thì hôm nay bạn cũng nói trước để cho anh em hiểu thêm về cái size và cái khổ để anh em chọn và mua, không có tại bị nhầm với cái size và cái số. Đây, nếu 0.8 của chúng ta thì cái đường kính, và 0.8 này cước chúng ta bao khỏe luôn, tải cá gần 50 kg. Thì cước này bức không thể nào đứt rồi. Bạn sẽ khui một cái cuộn cước size nhỏ hơn, size chuẩn hơn, size trung bình để câu sông suối anh em hay dùng, thì 0.50, 50 tới 60, 70. Đây, khẩu này là 0.50 đây. OK đây. Dòng bốn màu của chúng ta thật sự nó là chỉ hai màu chủ đạo thôi, màu vàng một ít và màu xanh rêu, và xanh hơi nhạt nhạt một chút xíu nữa, và màu trắng, là bốn màu. Nó thì sẽ không có màu mè như cái kia. Cái kia nó hơi màu mè một chút, nhưng mà dòng cước thì như nhau.
Rồi đi mới rút nha. Cho mọi người kéo luôn. Mọi người kéo mà đứt tay luôn chứ không bao giờ đứt cước. Đây, nút rút của nó càng ngày càng nhầm bé tí lại nha mọi người. Đây. Rồi yên tâm sử dụng. Và cước này là đã rất là nhiều người dùng rồi chứ không phải là mới mua về bán. Nếu mà bán không được sẽ không bán nữa. Phải chuyển qua những dòng cước khác. Nhưng mà dòng cước này hiện tại thì anh em dùng rất là ok. Nên rặn tiếp tục nhập về với số lượng cho anh em sử dụng vô tư luôn. Và đặt hàng lúc nào vẫn còn cho mọi người hết. Ok, như vậy của chúng ta hiện tại là có 3 dòng cước của Nga nha mọi người. Một dòng cước cũ thì bên bạn đã có clip test và clip giới thiệu rồi, em vào kênh của bạn có thể xem lại bên phần video thì sẽ xem lại những cái clip test cước và những cái clip giới thiệu của dòng sản phẩm này. Và hôm nay xin giới thiệu thêm là chỉ dòng mới này thôi, và dòng này vẫn có clip rồi nha mọi người. Hiện tại là 3 dòng cước nghe cho mọi người chọn lựa luôn. Và hiện tại bên rạng để giá cho mọi người, nếu mà dòng cước 7 màu thì tất cả những giá rạng có để ở dưới cái mô tả của video nha mọi người. Nếu mọi người không xem được những khúc mà nói báo giá thì mọi người có thể vào cái phần mô tả của video thì rạng có để giá ở phía dưới. Và tất cả đồng giá nha mọi người. Gần nhầm, tất cả cước 7 màu từ từng size, tất cả các size đồng giá với nhau là 190.000. Và cước 4 màu, tất cả các size là 170.000. Thì 7 màu chúng ta thì nó 600 m và 4 màu chúng ta thì 500 m, nó trên nhau 20.000. Và anh em mua 2 cuộn trở lên á thì bao ship toàn quốc luôn. Còn anh em mua 1 cuộn á thì phí ship toàn quốc khoảng 30.000. Nếu anh em mua số lượng lớn hơn 5 7 cuộn thì rằng sẽ giảm giá cho anh em. Nếu anh em có một nhóm anh em mà đi chung một câu chung á, thể mua từ 5 cuộn trở lên á thì rằng sẽ có thể giảm giá thêm cho anh em dùng với nhiều người dùng. Thì khi đó chi phí vận chuyển cũng không có và giá sẽ giảm cho anh em. Nếu anh em mua với số lượng nhiều hơn tí xíu nữa. Và nếu 2 cuộn trở lên thì rằng đã ship free ship. Và một cuộn thì anh em chịu phí ship khoảng 30.000. Và dòng cước là 125 m của chúng ta vẫn vậy, là giá vẫn 95.000. Nếu 2 cuộn trở lên thì vẫn free ship. Và nếu một cuộn thì vẫn ship là 30.000. Ok, nếu anh em mà ưa thích dòng sản phẩm của Nga này, ngoài ra cước thì bạn cũng còn có cần máy. Bạn sẽ để cái link ở phía dưới cái video này. Thì em có thể click vào cái link phía dưới để xem tiếp những cái sản phẩm của Nga khác. Cần hoặc máy. Và cuối cùng thì anh em yêu thích cái dòng sản phẩm của Nga này thì hãy liên hệ với shop của Rạng qua những thông tin Rạng để ở phía góc trái của màn hình này. Thì gồm có số hotline thì anh em có thể gọi hoặc nhắn tin, hoặc là có số Zalo thì anh em vẫn có thể gọi hoặc là nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo và nhắn tin trên Zalo thì bên shop Rạng sẽ liên hệ ngay và trả lời cho anh em hoặc là lấy thông tin để gửi hàng. Hoặc là anh em có thể comment lại số điện thoại ở phía dưới cái video clip này thì bên shop Rạng sẽ liên hệ lại ngay và tư vấn thêm cho anh em hoặc là lấy thông tin để gửi hàng đến tận nhà cho anh em luôn. Thì bên Rạng ship hàng theo cái chuẩn của Viettel Post. Thì anh em cứ cho địa chỉ cụ thể khi mà đang liên hệ, gồm số nhà, đường, thôn, xóm gì đó thì bên nhân viên của Viettel họ sẽ mang đến tận nhà cho mọi người luôn. Rồi ok, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và dùng sản phẩm cực kỳ chất lượng của Nga này. Và anh em đặt hàng thì liên hệ với shop Rạng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share để ủng hộ kênh nha mọi người và đừng quên subscribe đăng ký kênh để theo dõi những cái video hoặc sản phẩm tiếp theo mà anh Rạng gửi. Thì mọi người đăng ký kênh thì bên phía bên
kế bên tay phải này có một cái chuông, mọi người nhớ bấm vào đó. Chỉ cần bấm vào đó thôi, khi mà Rạng có sản phẩm mới về, Rạng đăng lên thì YouTube nó sẽ gửi cái thông tin cho mọi người là biết là bên shop Rạng có một sản phẩm mới về, mặt hàng mới về. Rồi ok, tất cả những giá thì Rạng sẽ để ở dưới cái mô tả của video này. Thì mọi người cứ kéo xuống phía dưới và xem thông tin là giá cả. Và mọi người để lại thông tin thì Rạng sẽ liên hệ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.